Mọi người biết cái trái này là trái khế này. Mọi người biết trái khế chưa? Trái khế cái này nè, giá nó đi 13 đồng. Cái này trái mận. Cái này trái gì đấy? Bà già trái đu đủ. Đu đủ Brazil. Brazil là 8 7 7 đồng 50 à 5 50 7 rưỡi. Euro. À, đây là trái xoài mango mà của châu Phi. À đây cái này là cái mình mà chỉ dùng từ thanh thanh long nhưng mà thanh long Trung Quốc. Cái gì mà thanh long Trung Quốc? Đây thanh long Trung Quốc. Ôi thế à? Thanh long Trung Quốc. Cái trái này trái gì? Mà là 14 đồng 7. Ôi. Thế là trái kiwi. Kiwi thì 3 2 đồng 6, 3 đồng. Trái này trái gì vậy ta? Con bịch á, em thấy bịch. Thấy bên kia là rất minute nha, dừng lại chút xíu nhé. Cái này là trái gì ta? Mua trái khế thôi. Rồi ăn khế không? Trời ơi, có 300 ngàn một ký nhiêu đó mà, rẻ. Khế nhà tao 5 ngàn tao chưa mua nữa đây. Ở nhà tao là có khế, trồng khế luôn, trồng một cây khế 300 ngàn cái cưng, quên gấp. Dưa leo 30 ngàn 1.4 euro. Tomato, khoai tây, ủa, cà chua 115 euro 30 ngàn. Cà chua Trung Quốc này là cà chua bi. Mayo cà chua Trung Quốc, mayo. Uống bình thường anh. Uống xong là tính cái lon. Cà chua Trung Quốc này. Mayo. Cà chua không sai fruit nè, cà chua sai fruit. Cà chua bi sai fruit. CY sai fruit. Mày là cà chua của đậu ship, ngon lắm, hay cà chua Trung Quốc đâu. Trung Quốc ấy. Đừng có tin. Đây. Này cà chua này, cà chua của Holland, Hà Lan. Coi người ta này tính tiền này, kiểu này nè, làm ăn cái này cột cái bao vô xong rồi dán đây rồi mở bao ra bỏ thêm vô là sao. Em mới nói vụ đây này, cái này cũng chen này. Đây này đó, xong mở bây giờ nó dán đây xong nó mở bao ra cột bỏ thêm vô. Chữ Việt Nam thôi. bây giờ là cứ mở ra mà bỏ vô thêm, bây giờ có camera nó thấy thì bây giờ nếu mà bỏ vô thêm thì camera nó thấy được, nó bắt đi tù thôi. Vậy thôi mà, vậy thôi mà chỉ nhẹ nhàng thế thôi, gì đâu.